Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Ngọc Lan Hoàng, Trọng Thủy trở lại với quý vị với phần 4 của Cà Phê Sáng. Chúng tôi đang tiếp tục gửi đến quý vị thêm những cái bản tin rất là quan trọng và cập nhật liên quan đến COVID-19 ở Los Angeles và quận Cam. Riêng ở quận Cam thì ngày hôm nay cơ quan y tế quận Cam báo cho biết 24 tiếng đồng hồ vừa qua đó, số trường hợp mà nhiễm bệnh COVID-19 mới tiếp tục tăng. 1.855 trường hợp mới thông qua hôm cuối tuần vừa qua. Và tính trung bình trong vòng 14 ngày qua đã cái số người nhiễm COVID-19 gần 10.000 người. 14 ngày gần 10.000 người. Nói chung là so với cái thời kỳ chúng ta còn nhớ đó, trước khi mà chích ngừa dữ dội có thời gian chúng ta còn có 130 mấy người thôi. Bởi vì kiềm chế phong tỏa đeo rồi mọi người ở trong nhà vân vân. Nghĩa là cũng ra đường nhưng mà đi chợ thôi, không cần thiết thì phải ra đường ở trong nhà. Thì lúc đó thì rõ ràng cái số người nó đang giảm xuống. Cho nên để mà so sánh lại với cái tình hình của Việt Nam đó, trong vòng 2 tuần lễ tới tôi nghĩ là cũng khó lòng kiểm soát lắm này Ngọc Lan. Bởi vì sao? Chúng ta lấy cái thí dụ ở California rồi ở Florida và cho đến giờ phút này nữa, cái số người chích ngừa là trên 50%. Mà tại sao quận Cam? Quận Cam người, trong cộng đồng người Việt Nam thì đặc biệt ở cái khu vực nơi có những nơi đó 70 mấy% luôn nữa. Vậy mà số người nhiễm vẫn tăng như thường, 14 ngày qua là 10.000 trường hợp. Đó. Thế thì ở Việt Nam đóng cửa thêm 14 ngày nữa triệt để đó, có thể chúng ta sẽ thấy con số giảm rất tốt. Có thể nó từ 10.000, mình nói chữ có thể thôi, nó xuống còn 1.000. Ô thì ông nói, ô chúng ta đã chiến thắng, một đi trở về là chiến thắng phải không ạ? Không thắng không về. Không thắng không về. Thắng xong một cái, về tới nơi rồi thì đùng một cái. Dân chúng bắt đầu được mở cửa trở lại, thế là vui mừng. Mà quý vị biết đó, cái tâm lý khi mà ra đường được rồi đó là tung tăng. Thứ nhất đi mua chè ăn. Tôi biết được cái tình trạng ở trong nhà thèm chè nhất. Mua trái cây, mua những thứ mà nó không cần thiết. Và quý vị biết chuyện gì nó xảy ra rồi. Nếu như trường hợp mà cái trong hạn, cho nên cái chuyện mà chúng ta thấy 2 tuần lễ tới rồi nếu mà không hết đó, thì đóng thêm 2 tuần nữa đó. Rồi đóng 2 tuần nữa, đóng đến bao giờ? Đóng đến bao giờ đây? Chẳng lẽ đóng luôn cho đến khi nào toàn dân Việt Nam 100 triệu người hơn được chích ngừa chăng? Cho nên phải có một cái phương án giải pháp khác thôi. Mà ngay cả quận Cam quý vị thấy không? Khi mà chúng ta còn nhớ được họ dựa trên cái số tỷ lệ bị nhiễm bệnh tử vong để đưa vào các ngạch á, thì ngày hôm nay lẽ ra trong vòng 14 ngày qua với trường hợp 10.000 người nhiễm bệnh đó, chúng ta phải trở về với ngạch đỏ. Chứ chúng ta không phải là ở trong cái ngạch xanh bây giờ là thoải mái như thế đâu. Chúng ta phải trở vào ngạch đỏ. Mà ngạch đỏ là gì? Là tiếp tục là phải giãn cách xã hội, rồi to go only, rồi hoặc là nhà hàng chỉ có 25% thôi, và rạp hát thì không được mở cửa. Đó là cái màu đỏ. Mà con số này phải là màu đỏ. Nhưng mà được một cái là nhờ chích ngừa. Thứ hai là kinh tế. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục đóng cửa như thế thì có nước mà chết. Tiền in hoài thì cũng hết thôi, cho nên không thể in thêm tiền được nữa. Chưa kể là chính phủ Hoa Kỳ hiện nay đang thảo luận cái ngân sách trị giá tới 3.500 tỷ Mỹ Kim lận. Cho nên đó là những cái diễn biến mà để cho thấy rằng số người bây giờ có tăng thêm nữa đó quý vị, thì các chính quyền địa phương từ cấp thành phố cho tới quận đó, họ chỉ kêu gọi người dân thôi cố gắng đi chích ngừa đi. Chúng ta chích ngừa càng nhiều thì chúng ta tiếp tục được thoải mái đi lại càng nhiều. Chưa kể đó, nếu mà quý vị ra ngoài phi trường bây giờ, chúng tôi khủng hoảng, mới đi từ Florida về,
mà Florida là ổ dịch. Mà quý vị biết cái hôm mà chúng tôi đáp xuống, cái chỗ tôi đi mà tôi phải né, tức là né mà vẫn đụng vai người khác, thì Ngọc Lan tưởng tượng cái phi trường nó đông đến như thế nào, trên đường về cũng như thế nữa. Chúng tôi đáp xuống phi trường Los Angeles lúc 12 giờ khuya, đông nghẹt người luôn. Rồi người ngủ, họ chờ cái chuyến bay ngày mai để nối tiếp từ LA có thể đi Hawaii hay đâu, ngủ lê la hết. Chưa bao giờ tôi thấy cái cảnh mà 12 giờ khuya, một mớ thì đang lên máy bay bay đi, một mớ thì đang ngồi đây hết để chuẩn bị chờ chuyến bay 1 giờ, 2 giờ sáng để bay tiếp. Thì đó là cái chuyện mà người dân, quý vị thấy không, khi mà mở cửa ra rồi thì cái sự mà tâm lý bị dồn nén ở trong nhà là họ muốn bung. Chưa kể là bắt đầu đi du lịch ở Việt Nam, ngoài cái chuyện mua chè thì phải đi du lịch. Cái đó là anh Thụy đang nói đến cái tình cảnh ở Mỹ như thế nào. Khi mà đóng cửa ở nhà đó thì chính phủ người ta mang lương thực, tiền, bạc, đồ cung cấp nó ê hề. Yeah. Đến nỗi mà các trường học đó, thức ăn không đi lấy nữa. Nhiều phụ huynh nó ngán quá không lấy, vân vân. Nhưng mà ngược lại ở Việt Nam nó khác. Cho nên mình nếu mà nói là so sánh á, thì nó rất là khập khiễng. Nhưng mà phải thấy được rằng là ngay cả người dân trong nước là quý vị, những vị lãnh đạo làm ơn, quý vị cũng hãy nên bình tĩnh trước khi mà quý vị ra một cái quyết định gì đó. Quý vị hãy họp lại thống nhất cho đàng hoàng, thì quý vị ra một lần để cho người dân người ta theo. Đằng này, một cái người đại diện cho phát ngôn tất cả những tin tức đó ở Việt Nam á, bây giờ nó không có. Thành ra ví dụ như anh Thụy nhớ cái thời mà dịch Covid đang là cao điểm ở Mỹ đó, ví dụ như đại diện cho bên White House là ông nào, ông đó sẽ đứng ra nói về tình hình Covid-19. Ở ngay tại từng cái county, ví dụ như là ở Los Angeles sẽ là người nào, ở quận Cam là người nào, có nghĩa là cái người đó người ta nói là ngày hôm đó phóng viên đều đi tới để mà đưa cái tin đó là lấy ngay cái ý của người đó thôi, như thế nào nó nhất quán với nhau. Còn ở Việt Nam đó, ông này nói thế này, ông này nói thế khác, vừa mới ra cái nghị định này, lại ra cái quy định khác, nó thay đổi xoành xoạch và tất cả để cuối cùng là người dân, chỉ có người dân xoay quanh đó là phải chịu hết thôi. Thì bây giờ khi mà ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu là phải siết chặt rồi phải kỷ luật thép đối với mọi người đó, thì ông cũng đi giống như đi thị sát dân tình. Và khi ông đi thị sát như vậy đó, ông nói là ok, bây giờ sẽ kêu gọi những người mà F0 mà đã hết bệnh rồi đó, thì hãy đi ra giúp đỡ người dân, là giống như hôm qua nói. Rồi bây giờ ông nói là ok, những người mà F0 đang điều trị tại nhà đó cũng cần phải có cái sự mà thăm hỏi của giống như là khích lệ tinh thần. Thì bây giờ những người hàng xóm đó khỏe mạnh có thể nấu thức ăn rồi mang đến cho những người đó. Thì Ngọc Lan nghĩ, ủa cái câu mà nhà nào ở yên nhà đó, mà bây giờ lại kêu những người sớm đó nấu thức ăn mang đến cho những nhà F0. Và ông nói rằng là chỉ cần đứng cách xa 3 mét là được. Nhưng mà ông quên rằng á, ông ở nhà lớn, cái hẻm lớn nó khác. Còn ở Sài Gòn có những cái con hẻm nó chỉ vừa đủ một chiếc xe Honda chạy thôi à. Yeah. Nếu mà chiếc xe mà chạy ngược lại á, thì không giống được, như là phải chờ, nép qua một bên để cho chiếc xe kia qua, chứ không phải là nói xe hơi nha. Thì quý vị có đi vào những cái con hẻm đó quý vị sẽ thấy. Thì bây giờ kêu là nếu những người trong đó mà bị mà dương tính đang nằm ở trong nhà để mà cách ly, hàng xóm nấu thức ăn qua, mang qua để đứng cách 3 mét là được. Đứng ở đâu? Đứng ở đâu để mà cách 3 mét? Chưa kể đó là sáng nay chúng tôi nghe phần tường trình liên quan đến cái vị mục sư hồi nãy chúng tôi nói là bị nhiễm Covid-19 rồi không chịu chích ngừa đó. Bác sĩ nói rằng 3 tháng nữa ông phải chích ngừa 90 ngày. Có nghĩa là nó không phải là miễn nhiễm, bị cái con Covid này chỉ là có thể là con Delta hoặc là con Alpha. Nó còn nhiều con khác nữa. Không nhiễm con này sẽ nhiễm con khác. Cho nên đâu phải bị cúm một cái là mình hết cúm đâu. Mình có khả năng bị nhiễm con cúm biến thể. Cho nên họ nói những người đã lành bệnh sau thời gian bị Covid-19 đừng có ỷ y, vẫn có khả năng bị nhiễm lại như thường. 3 tháng sau thì chích ngừa được và yêu cầu. Và lần này thì ông nói ô chắc chắn là cái tôi mà vừa xong một cái là chích ngừa ngay. Cho nên cái chuyện mà bây giờ F0 mà đi cứu hoặc đi hỗ trợ những người khác là nguy hiểm vô cùng. F0 sẽ bị trở thành tiếp tục bị nhiễm bệnh nữa. Cho nên cái nỗ lực đó tôi thấy khó thành hiện thực, khó khăn lắm. Không chỉ 2 tuần đâu thưa quý vị. Con số
sẽ giảm, bởi vì mọi người ở trong nhà hết rồi, lấy cái gì nhiễm nữa. Nhưng mà rồi khi mà cởi mở một chút xíu cho đi lại nữa, lại là bị nhiễm trở lại. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trong thời sự thế giới. Mời quý vị theo dõi ngay sau phần quảng cáo và tạm chia tay với Ngọc Lan ngày hôm nay. Xin chào anh Thụy, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai.